Chào mừng các bạn cùng nhau trở lại với hỏi đáp số 29. Hôm nay thì mình sẽ ở đây một mình để mà giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc trong tuần vừa qua. Tại vì hơi tiếc là hiện tại đang lockdown và anh Bình không có lên công ty được. Có mình thì mình vẫn đóng đồ ở đây. Ok, cùng nhau trả lời những câu hỏi trong tuần này của các bạn. Câu hỏi đầu tiên của một bạn mang tên là Linh Phong. Tưởng đâu Linh Phong Du. Còn bạn tên là Linh Phong thì bạn có hỏi là: anh ơi, màn hình chọn tấm nền như thế nào giúp bảo vệ mắt, và những con monitor nào giúp có tính năng lọc ánh sáng xanh? Wow. Ok, về tấm nền á, thì thực tế ra nó không có một cái quy chuẩn cụ thể. Tại vì hiện tại ba cái loại tấm nền chính á, đó chính là IPS, TN và VA, cũng như là OLED á, thì nó cũng đã có những cái khả năng bảo vệ mắt rất là tốt rồi. Về căn bản thì chúng ta thường hay lựa chọn dựa trên cái tính năng là Blue Light Filter, tức là tính năng lọc ánh sáng xanh, cũng như là cái khả năng Flicker Free, tức là cái khả năng chống chớp nháy á. Thì hiện tại mình thấy là hầu hết các monitor anh em mua từ năm 2021 hoặc là năm 2020 hoặc là cả năm 2019 trở về trước cũng đã có những cái tính năng này rồi. Nhưng mà về căn bản các bạn cần phải lưu ý, đó chính là một số những cái monitor mà họ muốn tiết kiệm điện, hoặc là một số cái monitor nó hơi cũ, thì cái khả năng nó chống nhấp nháy là không có. Vậy nên là đôi khi nếu như mắt của các bạn quá nhạy cảm, tức là nó đạt tới cái khả năng giống như là các bạn có thể nhìn bằng giống như là camera luôn á, thì các bạn vẫn sẽ có thể thấy được cái sự nhấp nháy. Vậy nên là nếu như các bạn mua thời điểm này, mình thấy là hiện tại các cái mã màn hình của ViewSonic á, thì họ cũng đã có những cái chứng chỉ liên quan đến việc là chống ánh sáng xanh, cũng như là bảo vệ chống nhấp nháy rồi, rất là chi tiết. Nên là các bạn có thể tham khảo một số những cái mã màn hình của ViewSonic thì mình nghĩ là nó sẽ bảo vệ được mắt của các bạn. Câu hỏi thứ hai của một bạn mang tên là Minh Tân 0810, thì bạn có hỏi là: cho em hỏi là 1650 Super đã bị khai tử chưa? Hiện tại thì mã này chưa bị khai tử, nó vẫn còn trên thị trường, và mình thấy là nó chỉ có một cái vấn đề, đó chính là thường hay ít hàng thôi. Lý do thì chắc là do Bitcoin hoặc là do cung cầu, nói chung là do chip nhớ trên toàn thế giới. Nên là hiện tại 1650 Super chưa bị khai tử và vẫn có thể mua được. Cái link để mua thì mình nghĩ là mình sẽ để ngay phía bên dưới, và kèm theo là nếu như các bạn muốn build một cái bộ PC mà đang có sẵn 1650 Super thì mình recommend cho các bạn cái bộ Ratchet M của Gaming. Bộ này thì đang chạy i3-10105F, các bạn sẽ có thêm một con 1650 Super. Cái cấu hình này thì nó sẽ xem đủ để bạn chơi rất nhiều những cái tựa game ngay thời điểm hiện tại. Game esports thì đơn giản, một số những tựa game triple A chẳng hạn như là GTA 5, các bạn có thể chơi được với bộ này, đương nhiên là ở mức low setting nha. Cái câu hỏi tiếp theo của một bạn mang tên là Bình, thì bạn có hỏi là: hello hai anh, cho em hỏi là nếu dựng đứng GPU thì có làm giảm hiệu năng không ạ? Cảm ơn anh. Về cơ bản thì việc dựng đứng GPU lên hầu như là không có sự khác biệt về hiệu năng so với việc mà các bạn đặt nằm. Tại vì hiện tại các cái cầu riser, tức là cầu để dẫn cái hiệu năng GPU đi, thì nó đã có một cái khả năng hoàn thiện tốt cũng như là chất lượng đủ tốt. Và mình nghĩ là trước khi người ta làm ra cái đó, người ta cũng đã tính tới cái câu chuyện là nếu như gắn cầu riser để mà dựng cạc thì nó có giảm hiệu năng không, thì người ta cũng đã test ngay từ nhà máy cho các bạn rồi. Và người ta rõ ràng là phải biết là nó không giảm hiệu năng thì người ta mới dám bán ra thị trường, đúng không? Thì hiện tại hầu như qua rất nhiều những cái bài test mà mình đã tham khảo được, cũng như là với cá nhân Given cũng đã có rất nhiều những cái bộ máy mà build như thế này để phục vụ cho khách hàng, thì bọn mình có test qua thì nó không ảnh hưởng tới hiệu năng nha. Một bạn mang tên là Chill Plus, thì bạn đã có hỏi là: Givener, cho em hỏi là nếu bây giờ em mua một con Homework i7 để học tập và chơi một số game nhẹ thì ổn không? Và nếu có VGA thì em lên 1050 Ti có hợp lý không? Em cảm ơn. Về bộ này á, thì bạn cần phải biết về cái nhu cầu hiện tại đầu tiên trước đi ha, tức là bạn đang không có GPU và bạn đang muốn chơi một số game nhẹ, thì cái con UHD730 ở trên cái con CPU i7-11700 này á, thì nó đủ để bạn chơi một số những tựa game esports. Mình có test qua một cái clip rồi á, và bạn có thể coi lại cái ở đây. Thì rõ ràng là các bạn đang thấy được trên màn hình đó là việc mà mình chơi một số những cái game nhẹ, chẳng hạn là Liên Minh Huyền Thoại nè, Valorant nè, thì nó vẫn chơi được. Cho nên là nếu như bạn muốn chơi những game như thế ở mức setting, đương nhiên là Liên Minh thì nó là max setting, Valorant thì khoảng nào đó ở low setting, thì cái FPS nó vẫn đủ cao để bạn có thể chơi được nha. Còn trong tình huống là nếu như bạn muốn nâng cấp thêm một con 1050 Ti thì mình thấy là ok luôn, không có vấn đề gì. Nhưng mà cái con CPU này nó đủ mạnh để bạn có thể kẹp lên tới khoảng 3070 luôn, nên là bạn cứ cân nhắc. Câu hỏi nữa của một bạn mang tên là LOL. Bạn có hỏi là: admin ơi, cạc 1030 và RX460 thì cạc nào ngon hơn? Mong admin trả lời. Về cái sức mạnh hiệu năng á, thì RX460 thực sự là nó mạnh hơn 1030 khá nhiều. Tuy nhiên thì hiện tại trên thị trường á, mình thấy là không chắc là RX460 sẽ còn bán. Mình nghĩ là các cái mã nó gần hơn, chẳng hạn như là RX570 hoặc là RX580 nó sẽ bán nhiều hơn. RX460 có vẻ là hơi cũ, mình không chắc là bạn đang tham khảo và mua được ở đâu. Nhưng mà nếu như có mua thì cũng lưu ý cạc này sẽ là cạc cũ, và chúng ta cần phải cân nhắc về cái vấn đề đó chính
là về cái độ bền của nó. Thì về căn bản á, con 1030 nó vẫn còn bán trên thị trường, và thậm chí ở Given cũng đang có bán hàng new. Thì cái giá của nó cũng không cao lắm, nó tầm nó khoảng 2,5 triệu cho một con GPU, thì mình thấy là cũng ổn. Về hiệu năng rõ ràng RX460 vẫn mạnh hơn nha, cho nên là mình nghĩ là cái này nó tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Một bạn mang tên là Daniel VC thì bạn có hỏi là cho em hỏi có nên xài CPU đời cũ mà Vega đời mới hay không. Thì để trả lời câu hỏi này, mình nghĩ là cái vấn đề cũ mới ở đây nó không phải là cái vấn đề tiên quyết, mà là bạn cần xem xét là cái hiệu năng của cả hai đó ở ngay thời điểm hiện tại thì nó có chênh lệch nhiều không nha. Chẳng hạn như mình lấy một cái bộ PC đi, là mình đang có một con CPU là i7-3770 đi ha, một con 4x8 luồng, và mình đi với lại con 1660 thì mình thấy là nó vẫn rất ngon, thậm chí ở đây là 1660 Ti luôn. Thì bạn có thể thấy là cái mức load của cả hai nó đều khá là cân bằng. Vậy nên là hiện tại á, cái câu chuyện là cũ hay mới nó không quan trọng, quan trọng là hiệu năng của cả hai nó có chênh lệch nhiều không, và nó có khiến cho cái bộ máy của bạn á, khi mà sử dụng hiệu năng của cả hai á, nó có thọt ở chỗ nào hay là không thôi. Một câu hỏi nữa của một bạn mang tên là Nguyễn Thanh Hoàng, thì bạn có hỏi là main ký tự phía sau là gì, ví dụ như là H410A rồi H410 Pro. Về cơ bản ở đây á, các cái ký hiệu ở phía ngoài sau của một con main nó sẽ quy định về các cái cổng IO hỗ trợ ở trên cái con main đó. Điển hình ở đây mình sẽ so sánh trực tiếp cho các bạn xem là cái mã RAM H410A và mã RAM H410E. Thì cả hai cái mã này các bạn thấy là cái sự khác biệt nhau về cổng IO phía sau là có. Cho nên là chủ yếu cái này á, là nhà sản xuất họ quy định về các cái cổng IO thôi, nó không quá nhiều những cái khác biệt. Về cơ bản nó vẫn là chipset H410, chẳng qua là người ta bố trí như thế nào để nó lợi cho cái túi tiền người tiêu dùng, cũng như là người ta phân cấp ra với rất nhiều những cái mã lineup sản phẩm thôi. Câu hỏi nữa cũng là câu hỏi cuối cùng của một bạn mang tên là Mai Xuân Thủy, thì bạn có hỏi là cho mình hỏi là nếu card onboard tức là iGPU mạnh hơn card RAID tức là VGA thì khi xuất hình sẽ như thế nào? Card onboard UHD Graphics 730, UHD Graphics 750 mạnh tương đương VGA nào? Và khi có VGA thì CPU có iGPU và CPU không có iGPU khác gì khi mà sử dụng hay là không? Mong được trả lời về lên TV một lần. Ok, về cái câu hỏi của bạn mình sẽ trả lời theo từng vế ha. Đầu tiên đó chính là nếu như iGPU thực sự mạnh hơn cái GPU RAID á thì nó sẽ như thế nào? Thì bản thân mình nghĩ là nếu như vậy thì tốt. Đúng không? Chúng ta không cần phải mua một cái GPU RAID nữa, và bản thân iGPU nó có thể tận dụng lại cái hiệu năng của nguyên một cái hệ thống ở trong một cái khoảng cách rất gần. Chẳng hạn như là thay vì con GPU nó phải đưa dữ liệu đi khắp nơi ở một khoảng quãng đường rất là xa thì có thể thấy và xử lý dữ liệu luôn từ cái con CPU, trong khi con iGPU nó lại kế bên, đúng không? Thì cái khoảng cách và cái khả năng tiêu thụ điện á, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng mà đương nhiên á, đây là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói về cái việc đó chính là iGPU nó mạnh hơn GPU rồi à. Và cái thứ hai đó chính là cái hiệu quả sử dụng của nó không có kèm theo đó rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực khác, thì mình nghĩ là nó sẽ ok thôi, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là cái câu chuyện này nó sẽ hơi khó à. Nếu như mà người ta có thể làm iGPU mà nó mạnh hơn GPU rồi thì chẳng có lý do gì mà lại phải làm nguyên một cái con card đồ họa cả, đúng không? Bởi vì một con card đồ họa nó sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế. Thứ nhất này, nó sẽ có bo mạch chủ riêng. Thứ hai, nó sẽ có bộ cấp nguồn riêng, đúng không? Thứ ba, nó sẽ có GPU riêng, tức là cái vi xử lý riêng đó. Thứ tư là nó sẽ hiệu quả hơn về việc là nó sẽ có RAM riêng cho nó. Vậy nên là mình nghĩ là cái hệ thống mà card đồ họa nó vẫn là một cái gì đó nó tối ưu hơn, tại vì nó sẽ sử dụng được cái hiệu năng của riêng nó và nó xử lý đồ họa một cách trơn tru hơn. Còn trong tình huống là quay lại câu chuyện là iGPU khi nào mới mạnh hơn GPU rồi, mình nghĩ là chắc là cũng còn lâu lắm. Cái ý thứ hai đó chính là UHD Graphics 730 và UHD Graphics 750 mạnh tương đương VGA nào. Thì mình nghĩ là để so sánh với một con VGA rời luôn á thì mình không có nhiều data để so sánh. Nhưng mà nói về cái hiệu năng đi ha, thì UHD 730 nó sẽ yếu hơn UHD 750 khoảng 30%. Tức là ví dụ như các bạn có 60 FPS ở trên con UHD 730 thì ở trên con UHD 750 nó sẽ là khoảng 73 FPS. Trên lệnh nó cũng tương đối nhiều nữa nè. Và thêm vào đó, cái ý cuối là một cái PC mà có iGPU và không có iGPU thì khác nhau như thế nào. Thì bản thân ngay thời điểm hiện tại cũng có rất là nhiều những anh em đã build những cái PC mà có iGPU sẵn. Chủ yếu là các cái hệ thống đến từ Intel á, thì các bạn sẽ hưởng lợi trực tiếp từ cái việc đó chính là chúng ta được hỗ trợ một cái tính năng nó gọi là Intel Quick Sync. Thì đối với Intel Quick Sync á, đây là một cái tính năng mà giúp cho các bạn có thể làm một số những cái công việc đồ họa, chẳng hạn như là render video hoặc là xem hình, xem live view ở trong một số những cái phần mềm như là Premiere, thì nó sẽ mượt mà và trơn tru hơn rất nhiều bằng cái sự hợp sức của cả GPU lẫn iGPU lẫn CPU, nên là khi mà chúng ta xem hoặc là xuất hình nó sẽ nhanh hơn. Vậy nên mới có cái câu chuyện là nếu như là gamer thì các bạn không cần phải quá quan tâm về một cái con CPU có iGPU sẵn. Rõ ràng là chúng ta thấy Intel ra một số những cái dòng như là CPU có hậu tố F đó thì nó không có iGPU, nên là sử dụng nó vẫn ngon thôi, không có vấn đề gì cả, mà thậm chí các bạn còn giảm đi được khoảng vài trăm nghìn cho cái việc là có thêm iGPU, đúng không? Vậy nên là mình nghĩ là nếu gamer thì anh em không cần quá quan tâm về iGPU đâu.
Vậy đó là những cái câu hỏi trong số hỏi đáp số 29 tuần này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn có những cái câu hỏi gì đó thắc mắc muốn mình giải đáp cùng nhau, để lại ngay phía bên dưới nha. Đừng quên là GVN hỏi đáp sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào mỗi số livestream vào lúc 17 giờ ở trong cái mùa dịch này nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube GVN. Xin chào. Khoan, trước khi bấm vào video tiếp theo, hãy nhấn vào đường link bên dưới để lại đánh giá nha. Nhớ đánh giá nha.